Công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa chuyển hồ sơ và bàn giao đối tượng Nguyễn Hữu Thuật 24 tuổi, trú tại xã Chư Xuê, huyện Chư Bờ Ga, tỉnh Đắk Lắk cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi giết người theo thẩm quyền. Thuật là nghi can trong án giết người xảy ra tại quán karaoke 215 ở đường 19 tháng 5, phường E-Tam, thành phố Buôn Ma Thuột vào khoảng 22 giờ 45 phút ngày 26 tháng 5 vừa qua. Trước đó, anh H và hai người bạn đến quán karaoke này hát, nhưng sau đó say nằm im, không tính tiền. Nhân viên quán đã gọi điện thoại cho Thuật đến để dìu nhóm người này ra ngoài. Sau đó, giữa Thuật và nhóm anh H có lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát đánh nhau. Sau khi ra trước sân quán, Thuật đã cầm lấy thuốc lơ vít, lấy ở quầy lễ tân, đâm liên tiếp hai nhát vào vùng ngực và đầu anh H, khiến nạn nhân bị liệt 1/2 người phải, mất trí nhớ tạm thời, với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 50%.